anh em, hôm bữa trên Magwood có chương trình sale 11 tháng 11 ấy, thì mình có vô tình mình lướt thấy cái con lo của Blackbird này ha. Thì giá của nó cũng rất là phải chăng luôn khi mà mua về Việt Nam á. Nhập mã các kiểu thì nó còn chỉ đâu đó tầm khoảng cả 32 đô ha. Tính ra tiền Việt thì nó hơn 700 ngàn tí thôi. Link mua cũng như là cái mã giảm giá thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, anh em có thể là bấm vào tham khảo ha. Và trên Magwood thì cũng đang diễn ra cái chương trình đó là siêu sale 12 tháng 12. Thì anh em nào quan tâm thì mình sẽ để cái link cái phần mô tả ha. Trong cái phần link đó thì nó sẽ dẫn anh em đến những cái sản phẩm giảm giá cực kỳ là sâu. Ví dụ giống như là anh em có thể là mua những sản phẩm giá chỉ là 1 đô này, và anh em sẽ được free ship nữa, rất là nhiều cái phần ngon ha. Anh em nào quan tâm thì có thể là tham khảo. Khi mà mua về thì họ đóng gói như vậy thôi anh em. Thì bây giờ mình cũng sẽ mở ra ha. Trên tay mình đây đang là hộp của cái chiếc lo Blackbird ha. Nó có cái mã là BWWA4. Thì cái sản phẩm này giá khi mà nhập mã xong thì trên dưới 700 ngàn thôi anh em. Hộp khi mà gửi về thì nó kiểu giống như là bữa đó hàng anh em họ bị kẹt kho sao, họ dục hơi mớp tí ha. Những lần trước thì mình mua không có, lần này thì nó hơi mớp tí nhưng mà không sao, chấp nhận được nha anh em. Mặt sau thì nó sẽ gồm những cái thông tin chính của sản phẩm này ha. Ví dụ giống như là nó có để về cái phần tên sản phẩm, giống như là dung lượng pin các kiểu nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Khi mà mở ra thì anh em nhìn thấy ha, à, đóng trong xốp đàng hoàng nha. Bên trong thì anh em sẽ có một cái phần dây để móc vào trong lo này, một cái phần cáp hai đầu 3.5, đây là cái cáp họ gọi là AUX nha anh em, để kết nối với lại là những cái điện thoại hay là những cái máy tính mà nó không có Bluetooth á, thì anh em kết nối bằng cái cáp này qua jack 3.5. Một cái sợi cáp UPTC để sạc cho lo ha. Họ tặng kèm những phụ kiện thì cũng khá đủ. Bên trong thì còn một cái phần sticker kiểu giống như là một cái tấm giấy đánh giá hài lòng và không hài lòng á, kiểu giống như là những cái thông tin để bảo hành hay là anh em có thể là xem thêm. Đây là cái phần sách hướng dẫn cũng giống như là hướng dẫn sử dụng ha. Thì ngôn ngữ tiếng Anh và những cái ngôn ngữ khác thôi, tiếng Việt thì nó không có. Tuy nhiên cái lo này thì nếu mà anh em nào quan tâm dễ dễ tí thì nhìn sử dụng là biết được ngay à, đơn giản lắm ha. Khi mà khui lo ra thì đây là những cái phần mà để sử dụng được nha anh em. Đầu tiên là hai cái cáp này và một cái cọng dây. Cọng dây thì anh em sẽ móc vào trong cái phần móc bên đây nè, họ sẽ có một cái phần móc ha. Thì trong video này mình sẽ không móc vô ha, để ngoài, móc vô thì nó hơi dướng díu nha. Về thiết kế thì cái lo này nó có form thiết kế theo cái kiểu là hình chữ nhật nha anh em. Thì tương tự giống như là những cái lo khác trên thị trường ha, thì mình thấy cái form này nó thiết kế kiểu như là nó chuẩn cho những cái phần lo trên thị trường á. Mặt trước thì nó sử dụng bằng cái lưới kim loại nha anh em, có logo của Blackbird ha. Thì đây chắc có lẽ là cũng là cái hàng dạng theo kiểu OEM thôi anh em. Thì nó sẽ có hai cái lo ha, toàn giải hai bên đây. Thì hai cái lo này nó công suất mỗi lo là 15W, tổng kết lại là cái lo này công suất là 30W nha anh em. Mặt sau thì nó sẽ có một cái phần subwoofer cộng hưởng ha. Ở cạnh trên thì nó sẽ có tổng cộng cho anh em là gồm 6 cái phím bấm khác nhau. Mỗi phím thì nó sẽ đi đôi với là một tính năng ha. Đầu tiên là anh em sẽ thấy là phím tắt mở nè, phím mod để điều chỉnh những cái chế độ khác nhau, phím tạm dừng ha, phím cộng, phím trừ và phím microphone. Đây thì nó sẽ có ba cái đèn báo, khi mà anh em bật lên thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin đèn báo ở đây. Ở mặt sau thì nó sẽ có một cái phần để đẩy những cái cổng kết nối lại ha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Bên trong thì nó sẽ có một cái phần cổng AUX nè, một cái khe cắm thẻ nhớ TF và một cái cổng sạc Type-C nha anh em. Đây. Cái lo này thì nó cũng có hỗ trợ là kháng nước theo chuẩn là IPX6. Với cái tiêu chuẩn này thì anh em có thể là dễ dàng kiểu giống như là đi mưa hay là sử dụng ở trong những cái môi trường mà nó hơi ẩm ha, được ha. Còn nhúng nước thì mình thấy cái tiêu chuẩn này cũng không có phù hợp để nhúng nước máy nha anh em. Cạnh bên đây thì nó sẽ có cho anh em là một cái phần móc ha, một cái phần làm bằng kim loại rất là chắc chắn để anh em móc cái cọng dây này vào. Mình nghĩ cọng dây này đi đâu với lại là cái phần móc này thì nó không thích hợp nha anh em, tại vì cọng dây này nó hơi mỏng manh quá. Mình nghĩ là họ nên làm cái cọng dây kiểu giống như là nó sẽ cứng cáp hơn á, để thích hợp với lại cái này thì nó ok hơn. Cọng dây này thì nó hơi mỏng manh nha anh em. Phần dưới thì nó sẽ có những cái phần điểm cao su để giúp anh em để mặt phẳng bàn thì nó sẽ đứng kiểu như nó vững hơn ha. Đây. Đó. Và cái lo này thì nó cũng sẽ có cái tính năng đó là TWS, có nghĩa là anh em có hai cái lo thì anh em có thể là connect lại với nhau để nghe nhạc, kiểu giống như là nó sẽ chill và nó hay hơn nha anh em. Bên trong cái lo này được trang bị một cái viên pin có dung lượng là 3600 mAh. Cái viên pin này á, cho phép anh em nghe nhạc là 6 tiếng đồng hồ ở mức âm lượng là 50%, và anh em sạc lại thì khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi mà anh em sạc thì cái dòng vào tối đa của cái lo này nhận được là 5V 2.1A. Thì họ cho biết thì anh em sạc đầy cái lo này thì mất đâu đó tầm khoảng cỡ 3 giờ đồng hồ ha. Nhưng mình nghĩ nếu mà bộ sạc nhanh thì sẽ sạc nhanh hơn, tại vì có 3600 mAh sạc chắc nó cũng sẽ nhanh nè. Thiết kế màu đen thì nhìn nó đẹp ha,
lo cầm rất là chắc tay. Lo này hơn 500g nha anh em, thì nhà sản xuất họ nói là cái lo này khoảng là 689g, cầm rất là chắc tay ha. Thì bây giờ mình sẽ mở và mình kết nối, mình cho anh em nghe thử vài bài nhạc trên cái chiếc lo này để cho anh em đánh giá là xem nó như thế nào nha. Thì mình cũng đã mở thử vài bài hát cho anh em nghe trên cái chiếc lo và liquid này rồi, thì anh em đánh giá như thế nào? Về phần test nhạc thì mình chỉ test những cái bài hát mà họ cho phép thôi ha. Và mình mở thì nó thu qua mic nữa, tuy nhiên thì cái chất âm của nó có thể là biến đổi một tí so với cái việc mà anh em nghe ở ngoài. Còn riêng bản thân mình đánh giá, nếu mà con lo này giá ở đó tầm khoảng cỡ 700 ngàn hơn tí ha, khoảng 735 ngàn thì đây là một con lo rất cực kỳ đáng mua luôn nha anh em. Form thiết kế cầm rất là chắc tay và chất âm mà chiếc lo này mở ra cho anh em nghe thì nó cũng rất là hay nha. Nói chung là trong tầm giá thì nó cũng thuộc dạng này nọ đó nha anh em. Âm spec thì nó đánh cũng rất là mạnh mẽ nha, nghe sình sình sình, mở những cái bài nhạc mà kiểu remix á, nghe đã lắm. Tê tê anh em, phòng của mình thì khoảng đâu đó cỡ mười mấy mét vuông thôi, nhưng mà mở con này ha, nghe lắp đầy phòng rất là đã. Anh em quan tâm tới con lo Blue Quốc này thì mình sẽ để link cũng giống như là mã giảm giá mua với mức giá là 735k dưới phần mô tả video ha. Anh em bấm vào để tham khảo cũng giống như là mua nhập mã cho nó tiết kiệm. 12 tháng 12 này thì Blue Quốc họ sale cũng rất là đậm nha. Thì trên Blue Quốc anh em mua hàng thì cũng yên tâm, nếu mà họ giao sai hàng hay là thiếu hàng thì họ sẽ bù cho anh em. Và họ sẽ, nếu mà thiếu hàng thì họ sẽ bù, còn nếu sai hàng thì họ đổi cho anh em ha. Còn nếu mà anh em mua về cảm thấy không ưng ý thì họ cũng sẽ có những cái chính sách để đổi cho anh em, cho những người mà mua hàng cảm thấy nó không dễ ý hay là anh em muốn đổi vào sản phẩm khác thì họ cũng sẵn sàng đổi cho anh em luôn, nên anh em cũng yên tâm, không có vấn đề gì hết ha. Có vấn đề về thắc mắc mua hàng cho mình thì có thể là inbox qua fanpage cho mình sẽ giải đáp cho anh em. Nếu anh em cảm thấy video này hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye.